Các bạn đang nghe tập 5 của truyện Vật nhỏ mê người của Nhậm Thiếu. Sau đây là nội dung, em hãy chuẩn bị một chút, nhớ mặc trang phục sao cho hợp với khí chất phu nhân trẻ của Lưu gia nhé. 9 giờ sáng mai tôi sẽ đón em, Sở Thiên hơi bất ngờ nhưng lập tức phản ứng lại. Cô nhớ trong sách Lưu Mã đệ hứa với Lưu lão gia, sinh nhật sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, giờ thì Lưu Mã đệ chọn cô để đến bữa tiệc sinh nhật đó sao? ồ vậy tấm thẻ đen này trị giá một nửa tài sản của nhà họ lưu sao sở thiên lấy tấm thẻ từ trong áo ra lật qua lật lại xem thật kỹ vẻ mặt cô tuy bình tĩnh nhưng sự thật thì cô đang nghĩ về chuyện khác theo diễn biến trong sách lưu lão gia sẽ chết trong một vụ tai nạn không lâu sau sinh nhật của mình lưu mã đệ từ đó tính tình trở nên cực kỳ nguy hiểm khó dò điều này rất bất lợi cho cô nhưng tạm thời cô chưa nghĩ ra được cách gì để giải quyết chuyện này lưu mã đệ thấy cô trầm ngâm anh liền nâng cầm cô lên hỏi em là đang không hài lòng khi phải đến bữa tiệc với tư cách là phu nhân trẻ của nhà họ lưu sao cô vẫn im lặng không biết nên nói gì bây giờ cô tránh ánh mắt của lưu mã đệ khiến anh bất mãn anh hôn lên môi cô cố ý cắn mạnh vào môi dưới của cô cô chỉ phản ứng sau khi cảm thấy đau đúng lúc đó điện thoại của cô đột nhiên vang lên cô cầm lên thì thấy là tin nhắn của dương nhậm đại tin nhắn chỉ có một bức ảnh trong ảnh quách biu máu me đầy mặt đang bị người của dương nhậm đại đạp vào người bên cạnh anh ta là một nhóm người lạ mặt mà cô không quen biết bức ảnh được chụp bên một con đường núi có hàng chục chiếc xe đua đậu bên cạnh giống như chuẩn bị cho một cuộc đua một tin nhắn khác gửi đến, vẫn là từ số điện thoại của Dương Nhậm Đại. Sở Thiên, người của em đang ở trong tay tôi, nghe cho rõ. Nếu như em không đến đây thì nó sẽ bị ném xuống vực. Nên nhớ, chỉ cần một mình em đến, không được có thêm bất cứ ai. Bằng không, đừng trách tôi vô tình, ở đây là con đường núi phía bắc thành phố. Nhanh nhé, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Sở Thiên mặt không đổi sắc cất điện thoại cô lập tức về phòng chọn một bộ quần áo da màu đen bó sát người để thuận tiện cho việc vận động sau đó lên mô tô rời khỏi biệt thự lưu gia lưu mã để đứng ngoài ban công nhìn cô rời đi đôi mắt anh tràn ngập sự lạnh lùng anh nhìn rõ người gửi tin nhắn cho cô là dương nhậm đại sở thiên đến đường núi phía bắc thành phố nơi của dương nhậm đại và đồng bọn đang đứng rất dễ tìm đèn pha của hàng chục chiếc xe đua chiếu sáng nơi này như thể đang là ban ngày và tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp cả thung lũng. Cô đi tới, liếc nhìn quách biu đang nằm trên mặt đất. Cô lạnh lùng nhìn dương nhậm đại nói: tôi đến rồi. Thả quách biu ra, một đám người xung quanh dương nhậm đại ồ lên chế diễu. Ồ, con nhóc này khí phách nhỉ, trông cũng được đấy. Hợp gu anh, mày nhắm mày ăn được nó không? trông khá chua chát đó sở thiên lạnh lùng nghe bọn họ chế nhạo cô cô mất kiên nhẫn nói dương nhậm đại anh muốn gì thả quách bưu ra dương nhậm đại định nói chỉ cần sở thiên thuần phục trở về bên hắn thì hắn sẽ thả người thế nhưng lời vừa đến miệng hắn đột nhiên ngừng lại không nếu chỉ có thế này thì quá nhàm chán dương nhậm đại nhìn chiếc xe đua bên cạnh bất giác mỉm cười hắn nghĩ ra một ý tưởng thả người luôn thì lại quá dễ dàng cho em rồi Chúng ta sẽ chơi một trò chơi thật thú vị nhé, trong số những người có mặt ở đây. Em chọn ra một người làm đối thủ đua xe, nếu thắng. Em có thể mang quách biu đi, nếu thua, hắn ngừng lại một chút. Ra vẻ nguy hiểm vừa chỉ ngón tay về phía cô, sau đó đến quách biu vừa nói. Cả em và hắn, đều phải nghe lời tôi, em thấy thế nào? Khi hắn vừa nói xong, một giọng cười vang lên phía sau hắn một tên tóc vàng cao to đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn cười cợt dương thiếu gia nhìn cô em này liễu yếu đào tơ như vậy anh muốn cô ta đua đường đèo khác nào muốn lấy mạng cô ta đừng phí của rời như thế chứ dương thiếu gia những người khác nghe vậy cũng cười to dương nhậm đại nhếch môi hắn biết rất rõ với thực lực của sở thiên cô sẽ không thể thắng nổi bất kỳ ai ở đây bởi vì những người ở đây nhắm mắt chọn đại một người cũng là một tay đua cừ khôi khó mà bì nổi tuy vậy hắn muốn cô đứng bên bờ vực của cái chết muốn trà đạp cô xỉ nhục cô muốn cho cô thấy chống đối hắn thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp hắn phải làm cho cô phải hối hận vì những gì cô đã gây ra cho hắn thời gian qua tóm lại hắn muốn trả thù cô bằng cách tàn nhẫn nhất Sở thiên không nhanh không chậm nói với Dương Nhậm Đại nếu tôi không đồng ý thì sao? Dương Nhậm Đại nghe xong liền tự tin hẳn lên, hắn nói. Bây giờ Quách Biêu đang ở trong tay tôi, em nghĩ em có quyền lựa chọn sao? Rồi hắn nhếch mép cười, làm động tác như giới thiệu những người đang đứng phía sau. Hắn nói với cô, nếu muốn, em có thể tự mình đến đây. Đưa người của em đi, nào, mau đến đây đi, sau đó hắn dẫm một chân lên người Quách Biêu. Hắn rất trung thành với em nha, nếu không phải vì hắn báo tin cho em. Thì tôi cũng không bị hồng gia cấm vận, em có thể chịu được cảnh con chó trung thành của mình bị giày vò đến chết sao. Nói xong, hắn dùng sức nghiến mũi giày lên vai của Quách Biêu. Quách Biêu đau đớn hét lên, chị Lâm, cứu với, sở thiên trong mắt tràn đầy sát khí. Anh đang đe dọa tôi sao, vậy thì sao, vẻ mặt và giọng điệu của Dương Nhậm Đại Thờ ơ em chọn đi muốn dùng cách nào nào sở thiên cười khẩy và quét mắt qua một lượt những người ở đây anh nói tôi có thể chọn bất kỳ người nào đúng không bao gồm cả anh chứ dương nhậm đại sững sờ một lúc hắn ngạc nhiên nói chọn tôi em điên à em chẳng lẽ không biết kỹ năng đua xe của tôi tốt như thế nào sao bất cứ điều gì hắn đều có thể không chắc chắn nhưng nói về đua xe hắn tự tin khẳng định hắn đứng hai không ai dám tranh đứng nhất sở thiên khinh thường nói làm sao vậy anh không dám à hai người nhìn nhau bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng những người khác bắt đầu thảo luận cô ta điên à lại dám khiêu chiến với dương thiếu gia anh ấy từng là tay đua vô địch quốc gia đấy ai biết được biết đâu chừng cô ta muốn thu hút sự chú ý của dương thiếu chẳng mấy chốc dương nhậm đại đã định thần lại hắn mỉm cười đầy ẩn ý đừng hối hận sở thiên phớt lờ dương nhậm đại cô bước đến bên tên tóc vàng nói tôi muốn dùng xe của anh được chứ tên tóc vàng nhìn cô ở cự ly gần không ngừng nuốt nước bọt cô ấy thật sự rất đẹp và quyến rũ một lúc lâu sau hắn mới lấy lại được hồn phách tay phải cầm chặt chìa khóa nói với cô không tôi không muốn đánh cược xe của tôi rất đắt tiền nếu làm nó hỏng cô không đền nổi đâu, sở thiên cười cười. Bàn tay cô đưa ra gõ gõ nhẹ vào cổ tay anh ta, không biết cô gõ vào đâu nhưng sau đó liền thấy tên tóc vàng ôm cánh tay phải. Đồng thời cũng buông chùm chìa khóa ra, vẻ mặt hắn trông rất đau đớn. Sở thiên nhẹ nhàng chụp lấy chìa khóa, cô yên tâm đi. Sở thiên bình tĩnh nói, nếu nó hỏng, tôi sẽ đền cho anh gấp đôi giá gốc đền gấp đôi một số tiền không nhỏ nha người phụ nữ này là ai vậy cô ta có phải đang tự tin thái quá không hay cô ta là nhân vật tỷ phú nào tên tóc vàng trợn tròn mắt muốn phản bác lại nhưng khi thấy dáng người kiều diễm của sở thiên vì cô mặc đồ da bóng bó sát người nên các đường cong trên cơ thể cô hiện lên rất rõ ràng khiến hắn ta cứ ngây người ra nhìn không thể buông lời từ chối cô được nữa Tên tóc vàng thầm nghĩ, nếu cô ấy làm hỏng thật cũng không sao. Không đền tiền cũng được, hắn không thiếu tiền. Nếu được một đêm cùng người đẹp cũng là một cái giá không tệ. Dương Nhậm Đại nhìn màn tương tác giữa Sở Thiên và tên tóc vàng. Hắn càng trở nên điên tiết hơn, sau khi kết thúc cuộc đua này, cô ta chắc chắn sẽ thuộc về hắn, hắn rất tự tin phần chiến thắng này 100% thuộc về mình khi đó nhất định phải dạy cho cô ta một bài học sở thiên vừa kiểm tra xe vừa ngẩng đầu nhìn bảng thông báo bên cạnh cô nhận thấy đó là quy tắc cuộc đua còn có giải thưởng cho người thắng cuộc nữa cô quay sang dương nhậm đại nói giải thưởng cho người thắng cuộc dương nhậm đại nếu tôi thắng tôi có được không có tiền mà không lấy thì thật là lãng phí dương nhậm đại bị sự bình tĩnh của cô làm cho tức chết thái độ của cô như chắc chắn người thua cuộc trong trận đua này không phải cô vậy cô đang khinh thường hắn sao tuy trong lòng đang lửa giận sôi sục nhưng dương nhậm đại không thể hiện ra bên ngoài hắn nở một nụ cười trào phúng ha ha sở thiên em bị lưu mã để bỏ rơi rồi sao bây giờ em nghèo đến mức nhòm ngó số tiền thường còn con này à nếu em muốn tiền hãy về lại bên cạnh tôi tôi sẽ cho em rất nhiều tiền dương nhậm đại vừa dứt lời đã có một phen náo động phía sau ồ thì ra cô ấy là người tình nhỏ bị lưu tổng bỏ rơi không ngờ tên lưu mã đệ này keo kiệt đến vậy với một cô người tình bốc lửa thế này mà không chu cấp đủ cho cô ấy chẳng phải hắn là một trong các tỷ phú giàu nhất nước sao quả thật quá keo kiệt là dương nhậm đại nghe những lời châm biếm lưu mã đệ thì trong lòng vui vẻ hẳn hắn tự hào nhìn sở thiên nói đừng nói với tôi em chỉ mê cái mã bên ngoài của lưu mã đệ thôi đấy nhé tôi nghe nói tên lưu mã đệ này không bao giờ gần phụ nữ có lẽ nào ở khía cạnh đó hắn bị bất lực không ha 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 tôi khuyên em nên trở về bên tôi cả thể xác lẫn tâm hồn đi tôi sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu của em sau đó là một chàng cười khả ố của dương nhậm đại cùng đồng bọn Sở thiên khinh thường nhìn hắn, chỉ dựa vào anh mà cũng dám so sánh với lưu mã đệ sao. So với anh ấy thì anh có gì nhỉ, gương mặt à. Chật chật, không đẹp trai bằng, tài sản sao. Không giàu có bằng, ôi, hay là, rồi cô từ từ nhìn xuống đũng quần của Dương Nhậm Đại. Khóe môi nhếch lên, cô chào phúng nói, về khoảng đấy. Kích thước của anh, mặc dù rất bẩn mắt nhưng tôi vô tình cũng đã nhìn thấy qua rồi. Chắc không được nổi 5 phút đâu Dương Thiếu Gia nhỉ. Lời vừa dứt, giọng cười lanh lành của cô vang lên. Tiếp theo là một chàng cười của đám người ở đó khiến gương mặt Dương Nhậm Đại tối sầm xuống, ha ha ha, kích thước của Dương Thiếu như thế nào hả cô em, năm hay 10 sen, cô em này nói câu nào cũng chuất nha, nhìn mặt Dương Thiếu thế kia chắc lời cô em này nói là sự thật rồi, ha ha ha, thật không ngờ, Dương Nhậm Đại mặt đen như đáy nồi, sở thiên, cô đừng quá hỗn xược Dương Thiếu ra, đừng nóng, để dành sức cho cuộc đua với tôi đi, chúc anh may mắn.